Một dạng bài hay ở mức độ trên 8 điểm nhưng lại chưa hề xuất hiện ở trong đề thi chính thức của Bộ Dục và Đào tạo. Mời các em theo dõi. Đề bài của bài toán như sau này, cho một chất điểm dạng hòa không ma sát. Đấy, khi mà vật vừa rời khỏi vị trí bằng một đoạn S, thầy đánh dấu những cái từ khóa nhé. Rời khỏi vị trí cân bằng. Đấy, vừa qua khỏi vị trí cân bằng đây. Một đoạn S thì động năng của chất điểm là 9,375 joule. Đi tiếp một đoạn 2S nữa. Đấy, thêm một đoạn 2S nữa. Nối vào thì động năng là 4,375 joule. Hỏi nếu vật tiếp tục đi thêm một đoạn là 2S nữa, đây là 2S cuối, thì động năng có giá trị bao nhiêu? Biết rằng là A lớn hơn 3S. Như vậy là hai cái đoạn dự kiện đầu là đi một đoạn S này, xong đi tiếp một đoạn 2S nữa, tức là tổng là 3S, mà 3S vẫn nhỏ hơn A, nghĩa là vật từ vị trí cân bằng, đúng không nhỉ? Đi đến một cái vị trí đó và chưa đến biên nhé. Rồi thầy sẽ minh họa hình vẽ cho bài toán này. Để thầy lấy cái bút cho cái màu vàng đi nhé. Rồi thầy sẽ minh họa hình vẽ như sau này. Đây. Đây vật thầy sẽ lấy luôn từ vị trí cân bằng nhé. Bắt đầu xuất phát từ vị trí cân bằng. Đấy, đây là vị trí cân bằng O này. Rồi đây là biên A nhé. Giả sử đây là biên A. Đó. Vật vừa qua vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng là 9,375, đi tiếp một đoạn 2S thì động năng, và đúng không, A này thì lớn 3S, như vậy thầy sẽ có đoạn S đầu này, đây đấy, S đầu thì vật sẽ có một cái ly độ, thầy gọi là x1, đúng không, và đoạn từ O cho đến cái vị trí đó thầy gọi đây, đoạn này là S đầu tiên của ta nhé, S một đoạn S đầu. Giờ đi thêm một đoạn 2S nữa thì có phải gấp đôi thằng này không nhỉ? Đây nó tầm này, ví dụ ở tầm này đi, đó tầm này thì sẽ có ly độ thầy gọi x2 đấy, và cái đoạn mà nó đi thêm ở đây là đoạn 2S, được chưa, đây đoạn này là 2S đó. Như vậy các em thấy là x1 của ta thì bằng S và x2 của ta đây là bằng 3S, x2 bằng 3S, ly độ mà tăng gấp 3 đúng không, thì thế năng của ta là sẽ tăng gấp 9 nhớ nhé, nhưng tổng cơ năng của ta thì lại không đổi, cơ năng bằng động cộng với thế. Thì các em sẽ triển khai cái biểu thức cơ năng. Rồi, chúng ta sẽ có cái cơ năng này V kép nhé. Đó, thì nó luôn luôn là bằng động năng cộng với thế năng ở mọi thời điểm. Đúng không? Động năng cộng với thế năng ở mọi thời điểm. Và cái biểu thức này của ta nó là không đổi. Đó, không đổi. Được chưa? Rồi, vậy ở thời điểm 1 thì ta sẽ có nó bằng động năng 1 là 9,375 joule này, cộng với thế năng 1 thầy gọi là VKT1. Rồi, và ở thời điểm thứ hai thì nó bằng động năng 2 là 4,375, đúng chưa? Cộng với thế năng 2 thì các em để là x2 này của thầy nó bằng 3 lần x1 nhé. Đó, x2 này, đúng không nhỉ? X2 này của ta nó bằng 3 lần x1, 3 lần x1. X2 bằng 3x1 thì thế năng 2 sẽ bằng 9 lần thế năng 1, vì thế năng của ta tỷ lệ với bình phương của ly độ. Rồi như vậy chỗ này các em sẽ bằng là cộng với 9 lần. Đó, 9 lần thế năng 1 luôn cho thầy. Rồi và các em giải phương trình này. Giải phương trình này chúng ta dễ dàng tìm được thôi. Đúng không? Các em giải nước bớt cho thầy đi, một bên là 49, hệ số thập phân giống nhau là 5. 5 thì bằng 8. Như vậy ta sẽ có được là 8 lần, đúng không? Thế năng 1. Đó, 8 thế năng 1 thì bằng 5. Rồi như vậy suy ra thế năng 1 của ta khi đó, thế năng ở cái vị trí 1 nó sẽ bằng là 5/8. 5/8 bằng bao nhiêu đây? À, thầy bảo máy là 0,625 các em nhé. 0,625. Rồi, và đây để đơn vị tính là joule nhé. Vậy thì các em thế vào 0,65 thì các em cộng với 9,375 giúp thầy. Thì các em ra được ngay cơ năng rất là đẹp, cơ năng bằng 10. Cơ năng bằng 10. 10 joule. Rồi, đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì các em lại để ý cho thầy là bản thân thằng thế năng thì nó tỷ lệ với bình phương của ly độ, cơ năng thì tỷ lệ với bình phương của A. Như vậy các em lấy thế năng chia cơ năng giúp thầy, thì các em lấy 0,625 chia cho cơ năng là 10 thì ra 1/16, đúng không nhỉ? Rồi như vậy các em dễ dàng thấy là thế năng 1, đó, thế năng 1 này nó sẽ bằng 1/16 của cơ năng. Vậy suy ra x1, đó, các em khai căn của 1/16 nó bằng A/4 nhé, A chia cho 4. Rồi, vị trí này chính là vị trí A
trên 4. Rồi, như vậy sau ta tìm được nó là vị trí A trên 4. Rồi, x1 bằng A trên 4. Như vậy cái vị trí x2 của ta nó sẽ bằng là 3A trên 4. Đây, rồi ok, chỗ này sẽ bằng 3A trên 4. X2 đó bằng 3A trên 4. Nào, vậy các em truy ngược lại cho thầy. Vậy nếu vẫn đi tiếp một đoạn 2S nữa, đúng không vậy? Đây, vậy cái đoạn F của thầy bằng A trên 4 mà đi tiếp một đoạn là 2S. Em chú ý nhá, 2S. Rồi, thầy sẽ xóa vào cái đoạn này đi một tí. Nó nhỏ lại tí. Rồi, đây. Rồi. Rồi, bắt đầu từ đây này. Đây, từ đây x2. X2 này của thầy là vị trí này là 3A trên 4 nhé. Rồi, vị trí này là 3A trên 4 này. 3A trên 4. Đúng không? 3A trên 4. Rồi, nó đi thêm một đoạn là 2S. Tức là 2S đây là 2A trên 4. Như vậy nó sẽ đi thêm một đoạn là 1A trên 4. Ồ, đi đến đây các em ơi. Đi đến đây. Đúng không? Đi đến đây này. 1A trên 4 là 3 trên 4. 1A trên 4 là đến biên. 1A trên 4 là đến biên. Rồi, xong lại vòng về. Vòng về đây 1A trên 4 nữa. Rồi, như vậy là sau khi mà đi được thêm một cái đoạn. Đấy, chúng ta sẽ có chốt lại đoạn này nhé, xem lại sau khi wow, chỗ này là đi thêm đó, thêm một đoạn 2S gì ở đây nó chính là bằng 2A trên 4, 2A trên 4 nhé, 2A trên 4 đây các em nhìn này, 2A trên 4 tức là đi 1A trên 4 là đến biên, xong lại vòng về đây 1A trên 4 nữa, đúng chứ nhờ. Rồi, như vậy là vật sẽ ở cả x3 nó sẽ trùng với x2 đó, khi đó ta sẽ có được x3 nhé, x3 khi đến nó trùng với vị trí x2, đúng chưa? Tức là nó chỉ đi đến biên và vòng về đúng cái vị trí của thằng thằng x2 này. Mà hãy hãy bằng nhau thì rõ ràng là thế năng bằng nhau, đúng không? Thế năng bằng nhau thì động năng cũng phải bằng nhau, đúng không? Bởi vì là tổng cơ năng của ta là không không độ. Rồi, như vậy rõ ràng đáp án nó sẽ phải là đi. Đấy, nó sẽ là giống như cái đoạn ở vị trí thứ hai này nhé. Đấy, động năng của nó là 4,375. Rồi, vậy đáp án sẽ là đi. Rồi, một câu hỏi khá là thú vị. Dạng này thì chưa hề xuất hiện ở trong đề thi chính thức, cho nên là các em hãy ôn lại và coi như đó là một dạng bài tủ để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi năm tới nhé.